những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chuyện học tại ngôi trường đào tạo ngôi sao số 1 Việt Nam, Trấn Thành Trường Giang bị đuổi học do mãi chạy xô nợ học phí, Đại Nghĩa thi 27 điểm vẫn trượt đại học. Ít ai biết rằng Trấn Thành Trường Giang hay Ninh Dương Lan Ngọc cùng loạt ngôi sao nổi tiếng khác lại có xuất phát điểm cùng một trường đại học. Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố với tiền thân là Trường Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh Việt Nam và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Đây được xem là điểm xuất phát của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay, cũng là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ mong muốn được bước vào con đường nghệ thuật, đa số là diễn viên, đạo diễn. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội cũng có xuất thân từ Trường Sân khấu Điện ảnh, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Hồng Vân, Thanh Thủy, Hữu Châu, dưới đây là những thế hệ trẻ hơn, nổi bật nhất hiện nay, những người cũng từng được đào tạo bài bản tại ngôi trường xuất thân của toàn những ngôi sao. Diễn viên hài MC Trấn Thành, nếu không nói đến cái tên này, có lẽ là một thiếu sót lớn trong bài viết. Trấn Thành, cái tên hot nhất hiện nay với loạt show truyền hình nổi tiếng mà vai trò MC do anh đảm nhận. Theo chia sẻ của Trấn Thành, lúc nam danh hài còn nhỏ, mẹ anh đã khóc mờ cả mắt, gào nát cả cổ, chỉ để thuyết phục thằng con lì lợm hung hăng chịu đi học môn tiếng Anh. Bố anh cũng hy vọng con Trang học nên người để không phải chịu cảnh khổ như mình. Không phụ niềm tin của bố mẹ, khi vừa tốt nghiệp lớp 12, anh thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Thế nhưng chỉ học đúng một năm tại trường thì Trấn Thành bị đuổi vì chạy xô quá nhiều và nợ học phí. Diễn viên hài MC Trường Giang, con đường học hành của Trường Giang khi đó không hề bằng phẳng mà vô cùng khuất khiểu, lắm chông gai. Âu cũng bởi một nguyên nhân chính, đó là không có tiền học phí và gia cảnh nghèo khó. Học xong trung học, anh thi vào trường sư phạm Đồng Nai nhưng không thành công. Anh từng rớt cả hai ngành sư phạm và sân khấu. Một thời gian sau, anh mới đậu lớp đạo diễn sân khấu chính quy nhưng cuối cùng cũng không thể tốt nghiệp được vì nhiều lần bị đuổi học với một chuỗi lý do: không có năng khiếu, đi học buổi đợt buổi cái, làm nhiều trò nghịch ngợm, học phí nợ triền miên. Sau một khoảng thời gian theo học lớp diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, với ngoại hình thấp bé, không hút mắt, lại cộng thêm giọng địa phương quá nặng, anh tiếp tục bị thầy chủ nhiệm yêu cầu nghỉ học với lý do không có tố chất tiềm năng. Sau ngần ấy năm cố gắng, Trường Giang đã cho mọi người thấy khả năng của mình, mặc cho những lời chê cười năm xưa, và có lẽ không ngoa khi nói rằng anh đã trở thành một trong những cái tên đứng đầu lĩnh vực diễn viên hài tại Việt Nam hiện nay. Ninh Dương Lan Ngọc, cô gái với gương mặt ăn ảnh trong những xuất hình và luôn đóng những bộ phim ăn khách nhất từ trước đến nay. Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng học tại khoa diễn xuất trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Năm 2009, khi còn là sinh viên, cô đã thử casting vai diễn cho bộ phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn đã góp phần đưa tên tuổi của Lan Ngọc lên hàng top những người nổi tiếng trong showbiz Việt bây giờ. Diễn viên Ốc Thanh Vân, nay là bà mẹ xinh đẹp của ba đứa con với gia đình hạnh phúc. Ít ai biết Ốc Thanh Vân từng đỗ thủ khoa cả hai trường, đó là Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Sư phạm khoa Thanh nhạc. Sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật, cô còn có những tài lẻ về thanh nhạc, những môn năng khiếu. Trong sự nghiệp của mình, cô đã từng làm diễn viên lồng tiếng, diễn viên điện ảnh, sân khấu kịch nói và cả lĩnh vực MC. Diễn viên Đại Nghĩa, sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1996, MC Đại Nghĩa khi đó quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh và kết quả với số điểm cao chót vót 27 điểm, trong khi điểm chuẩn là 20 điểm, tuy nhiên không được vào nhận vì số điểm năng khiếu không đủ. Niềm đam mê nghệ thuật vẫn âm ỉ trong lòng, anh quyết định sẽ thi lại vào đợt tới, nhưng chỉ một tháng sau do trường không đủ chỉ tiêu, anh lại được nhận. Trong khoảng thời gian đi học, anh đã là nhân vật nổi bật khi tham gia dẫn chương trình cho nhiều phong trào văn nghệ tại trường. Có lẽ là nhân tố quyết định sự thành công của anh với vai trò là MC truyền hình ngày nay. Anh cũng từng tham gia nhiều chương trình vui nhộn và hài hước trên truyền hình với vai trò là diễn viên MC. Diễn viên Lương Thế Thành là chàng trai với gương mặt diễn viên và luôn nổi bật trong đám đông khi tham gia nhiều phong trào văn nghệ tại trường. Không mấy bất ngờ khi Lương Thế Thành trở thành sinh viên trường sân khấu điện ảnh. Từ khi học tại trường, Thành cũng từng góp mặt cho nhiều bộ phim nhưng không mấy nổi bật. Có lẽ năm cột mốc chính là khi 24 tuổi, đảm nhận vai diễn trong Mùi Ngò Gai, đã đưa tên tuổi của chàng diễn viên điển trai này lên một tầm cao mới. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cái tên quen thuộc từ những bộ phim đình đám một thời Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, nổi tiếng với nickname Dũng Khùng, đạo diễn tài ba này xuất thân từ con nhà nòi về nghệ thuật khi bố là nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Tuy không theo sự nghiệp văn chương như gia đình, Nguyễn Quang Dũng quyết định thi vào ngành đạo diễn trường sân khấu điện ảnh khóa đầu tiên ở tuổi đời còn rất trẻ. Sự nghiệp với kinh nghiệm bằng không, Dũng Khùng đã từng rất lên đên và rất nhiều người cũng từng không tin ông có thể trở thành đạo diễn phim. Với bản tính ngông và kinh nghiệm rút ra từ những bài học để đời, anh đã chứng minh ngược lại với những lời nhận định năm nào. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng là sinh viên cùng khóa với Nguyễn Quang Dũng, cũng từng là những sinh viên chân ướt chân ráo khi vào học khóa đạo diễn và nổi lên từ những bộ phim Những Cô Gái Chân Dài, Hot Boy Nổi Loạn, Bỗng Dưng Muốn Khóc. Vũ Ngọc Đảng là cái tên vàng cho những bộ phim tạo doanh thu khủng. Ông còn là một đạo diễn mắt tay đưa nhiều tên tuổi đi lên từ bộ phim của mình như Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh Khoa. Chắc bạn sẽ bất ngờ khi trước đây vị đạo diễn này từng theo học ngành diễn viên và được bạn cùng lớp danh hài Việt Hương khuyên nên tìm con đường nghệ thuật khác vì anh không hợp với diễn xuất. Khay Trần chính thức lên tiếng về tin đồn bí mật hẹn hò Hoa hậu Hương Giang. Khay Trần bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ với Hoa hậu Hương Giang trước những tin đồn cả hai đang bí mật hẹn hò. Khay Trần cho biết mối quan hệ giữa anh và Hoa hậu Hương Giang chỉ đơn thuần là những người bạn học chung lớp với nhau. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ tấm ảnh gây bão Hoa hậu Hương Giang thân thiết với Khay Trần được chính nàng hậu chia sẻ lên dòng thời gian Instagram. Bởi trước đó cả hai từng được Trấn Thành ghép đôi vì những cử chỉ đặc biệt mà Khay Trần dành cho Hoa hậu Hương Giang trong suốt quá trình tham gia game show Giọng Ai Giọng Ai. Rồi sau đó, những ai là fan của Hương Giang thì dễ dàng nhận thấy nhận status của nàng hậu thì luôn được nam ca sĩ sáu múi Khay Trần nhanh sóng đớp thính, khiến khán giả đứng ngồi không yên về mối quan hệ này. Tuy nhiên, Hương Giang và Khay Trần đều chưa trả lời với người hâm mộ về mối quan hệ này. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi đã phát triển mối quan hệ hoặc chỉ dừng lại mức tình bạn. Khay Trần từng chia sẻ vì đã thả thính quá nhiều trong các sáng tác của mình nên khi đối diện với Hương Giang, anh chàng có chút ngại ngùng và lúng túng. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, mới đây Khay Trần bất ngờ chia sẻ lại tấm ảnh từng gây bão cộng đồng mạng, kèm theo dòng chia sẻ rần rần về tin đồn anh đang hẹn hò với Hương Giang. Thì ra từ bức ảnh này mà có nghi án hẹn hò à, lớp chúng mình rất rất vui ngang. Cuối cùng thì Khay Trần cũng lên tiếng về mối quan hệ với nàng hậu xinh đẹp. Vài ngày qua, rộ lên nghi vấn Hương Giang và soái ca Thế Thịnh đang hẹn hò đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, Hương Giang nhanh chóng phủ nhận tin đồn, cô viết: "Mọi người ơi, người ta đi quay đi chụp dự án mới chứ không có hẹn hò ai hết cả, hu hu khổ quá." Chuyện tình cảm của Hoa hậu Hương Giang luôn được mọi người quan tâm. Sau chuyện tình tan vỡ với Rick Lai, người Việt kiều Canada, Hương Giang khá kín tiếng về chuyện tình cảm riêng tư. Tiêu tốn cả chục triệu một ngày cho ba con, Hải Băng lần đầu thú nhận ai ham đẻ chứ em sợ lắm rồi. Bà xã nam diễn viên Thành Đạt lần đầu tiết lộ về khoản chi tiêu đột biến cho các con trong một ngày khiến cô phải thốt lên sợ đẻ. Ngày 22 tháng 7, 2016, Hải Băng Thành Đạt bí mật đính hôn trong sự chúc mừng của người thân và bạn bè. Sau 3 năm chung sống, giọng ca Viên Đá Nhỏ đã hạ sinh cho ông xã ba con đủ nếp đủ tẻ. Việc liên tục mang bầu trong thời gian liên tiếp dù phải sinh mổ đã khiến Hải Băng từng đối diện với nguy hiểm. Tuy nhiên, bà xã Thành Đạt vượt qua khó khăn sinh con an toàn. Trên trang cá nhân, Hải Băng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trong tổ ấm nhộn nhịp tiếng trẻ thơ của mình. Mới đây, bà xã Thành Đạt đăng tải khoảnh khắc bên các con. Nhìn hình ảnh giọng ca cứ ngỡ là mơ, cười rạng rỡ khi chơi với đứa lớn, bế đứa nhỏ và trông em bé mới sinh ngủ. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, ước gì mình được như vậy. Hào hứng chia sẻ giây phút bình yên bên các con, song Hải Băng cũng bất ngờ tiết lộ về mức chi tiêu đột biến trong một ngày của các bé. Bà xã Thành Đạt cho biết, vợ chồng cô vừa phải dốc hầu bao gần 10 triệu trong một ngày để tiêm phòng và mua tã cho con. Với con số chi tiêu này, bà mẹ ba con phải thốt lên, sợ đẻ lắm rồi. Đăng tải hình ảnh bên ba nhóc tì, Kem, Coi và Kio, Hải Băng liệt kê chi tiết. Sáng cho ba đứa chích ngừa bay hết 4 củ, nãy đi mua tã hết thêm 5 củ, ai ham đẻ chứ em là sợ lắm rồi. Những chia sẻ khoản chi tiêu của các con của bà xã Thành Đạt đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tổ ấm nhộn nhịp tiếng trẻ thơ của vợ chồng Hải Băng và Thành Đạt. Đối diện với scandal, Nhã Phương khiến nam em cũng phải chịu thua vì điều này. Nhã Phương hơn hẳn nam em khi có một hậu phương gia đình vững chắc mỗi khi có scandal ập đến. Nhã Phương Trường Giang hiện đang có cuộc sống khá hạnh phúc êm đềm, là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước đó cặp đôi này đã trải qua quá nhiều sóng gió.
đặc biệt là thời điểm Trường Giang dính ồn ào khi nam em bất ngờ lên tiếng cô và nam danh hài đã có một khoảng thời gian yêu đương. Trước những ồn ào này, dân tình chỉ chú ý đến động thái của Nhã Phương và nam em. Trong khi Nhã Phương giữ im lặng đến cuối cùng thì nam em liên tục có những động thái sau tuyên bố mình thích Trường Giang. Một thời gian dài, showbiz Việt bị bội thật bởi những tuyên bố và hành động bất thường của nam em giữa ồn ào tình ái. Nhưng giữa sóng gió này, cách thể hiện của gia đình Nhã Phương và nam em lại khiến dân tình chú ý và suy nghĩ. Tất cả đều nhận ra rằng Nhã Phương đã nhận được sự ủng hộ và động viên của gia đình, trong khi nam em là người cô đơn nhất sau khi bị Trường Giang từ chối tình cảm. Ngay khi nam em tuyên bố sốc về tình cảm mà mình dành cho Trường Giang, thì chị gái duy nhất của cô đã lạnh lùng lên tiếng. Tôi không biết gì về chuyện của nam em, chúng tôi không ở chung với nhau 2 năm nay rồi. Và sau khi chị em xích mích, nam em đã nói với mọi người là từ mặt tôi, nên tôi cũng không quan tâm đến những vấn đề của nam em nữa. Không những không có được tình cảm của Trường Giang, nam em còn bị chị gái ruột lạnh lùng khi không bận tâm đến sự tổn thương mà cô đang gánh chịu. Thậm chí người tình của chị gái nam em còn buông lời đe dọa trên trang cá nhân rằng nam em không được làm gì ảnh hưởng tới chị gái cô, nếu không sẽ không được yên. Cùng một lúc cô nhận về 2 gáo nước lạnh. Chị gái nam em còn nhấn mạnh, khi chuyện nam em với Trường Giang bùng nổ tôi không biết gì hết. Tôi chỉ mong cuộc sống yên bình rồi làm việc của mình, tôi không muốn bị cuốn vào câu chuyện này nữa. Chỉ đến khi sự việc lên đỉnh điểm, khi mọi lời chỉ trích của dư luận đổ dồn về phía nam em, mẹ cô lúc này mới lên tiếng chỉ trích Trường Giang. Tuy nhiên những phát ngôn của bà lại là mồi lửa khiến các anti-fan quay sang chỉ trích nam em thậm tệ. Trong khi đó, phía gia đình của Nhã Phương cũng hoàn toàn giữ im lặng, dù nữ diễn viên vô tình bị kéo vào ồn ào tình ái của Trường Giang và nam em. Nữ diễn viên cũng như gia đình không hề có bất cứ lời phát ngôn nào trên báo chí cũng như trên mạng xã hội. Chị gái và em trai Nhã Phương chọn cách đối diện với scandal bằng việc thường xuyên chia sẻ những hoạt động thường ngày và coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Gia đình Nhã Phương im lặng vì tôn trọng và tin tưởng vào con gái mình trước những sóng gió hiện tại. Chính cách cư xử này đã khiến nữ diễn viên tránh được nhiều thị phi và những ồn ào không đáng có.